Xin chào các bác đã quay trở lại với kênh Kiên Xe Đạp, một kênh chuyên review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Hôm nay em sẽ giới thiệu đến các bác một mẫu xe đua hiệu Chopit mang model Milan, được trang bị full group Shimano 1.5 khung carbon. Và bây giờ em sẽ vào đánh giá chi tiết toàn bộ chiếc xe cho các bác xem. Phần khung của chiếc xe thì được trang bị một phần khung carbon. Xe thì là xe cũ, xe bãi. Đây là có những cái vết xước không thể tránh khỏi. Tay lắc 1.5. Vành Shimano lốp 700 x 250. Mayer cũng là một Shimano. Phanh 3 mảnh. Toàn bộ là của 1.5. Bây giờ em sẽ vào đo size cộng test chuyển động để cho các bác đánh giá. Con này size của chiếc xe tính từ tâm trục đạp gióng thẳng đến khóa cọc yên là 50 cm. Từ khóa cọc yên đến tâm cổ phốt cũng là 50 cm. Thì chiếc xe phù hợp cho các bác từ 1m65 đến 1m75 đi, chiếc xe là phù hợp. Vâng, một số bác hỏi thường hay hỏi em về giá bán, thì hôm nay em sẽ hướng dẫn các bác ở trên điện thoại ấy, các bác muốn biết cái giá bán của chiếc xe đạp thì các bác ấn vào cho em cái mũi tên trỏ xuống đây. Đấy, nó sẽ hiện ra giá bán. Tất cả các xe bên em là đều giá bán công khai các bác nhá. Và nếu như mà em đã đề không đề giá thì tức là xe đã bán. Và video chỉ là một trong rất nhiều chiếc xe em hiện có. Thì tất cả những cái xe em hiện có ở đường link này các bác nhấn vào để xem tất cả các cái xe em hiện có đầy đủ ảnh và video ở trong đó các bác nhá. Mọi vấn đề về chiếc xe, các bác cần hỏi về xe nào, các bác nhắn tin giúp em qua số Zalo 0975 709 943. Đấy, các bác ấn vào đây này, rất là nhiều xe, cái đường link mà em để ở dưới phần mô tả đấy. Và ngoài ra các bác ấn cho em chữ đăng ký, cộng ấn chuông, chọn tất cả để không bỏ lỡ những cái chiếc xe đẹp em đưa lên trên kênh nhé. Cảm ơn các bác. Tiếp mời các bác tiếp tục xem video. Lít là 10 tầng, đĩa 2 tầng cho 20 cấp độ. Như các bác thấy là chuyển động lên lít xuống lít rất là mượt mà. Và chiếc xe đang có giá bán bên em là 18.600.000, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác chuyển hết tiền. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943 để nhân viên bên em tư vấn. Ngoài ra các bác hãy đăng ký kênh cộng ấn chuông để có được những thông báo những chiếc xe mới nhất mà em đưa lên trên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.